Vâng, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với trận đấu tiếp theo. Đây sẽ là một trong hai trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay và sẽ là hai trận đấu vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ đến với SK và Shadow trận đấu thứ nhất, và sau trận đấu này sẽ là Begin Dream, đội thi đấu có lẽ là được yêu thích nhất ở trong giải đấu CML lần này. Và trước khi đến với Begin Dream, chúng ta sẽ cùng xem SK và Shadow sẽ là đội nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong của giải CF2L hay cho vậy lần này. Mắt thi Và đấu mắt thi đấu là là Bão Sa Mạc. và như vậy là chúng ta sẽ có mắt thi đấu đó là Bão Sa Mạc, và SK sẽ là đội ở bên phía Globalist trước, và những người ở bên phía Blacklist đó chính là Shadow. Và bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng, tất cả các caster đều đã sẵn sàng, và chúng ta sẽ cùng đợi mệnh lệnh từ phía trọng tài để bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với lượt thi đấu thứ nhất ở thế thức thi đấu đầu tiên, đặt bom C4 giữa SK và Shadow. Đến với đội hình hai team, chúng ta sẽ có những đội hình như thế nào, anh yêu anh có thể giới thiệu được không ạ? Cuckoo, Kiu Kiu, Thanh Tú, Jin, Đức AK, Chester và BG là những người bên phía team SK. Còn bên phía team Shadow họ có Kakashi, Joker, Danjo, Boruto Vâng, có vẻ như và tôi xin phép không đọc tên các thành viên của bên phía hai team, bởi vì họ quá là khó để đọc tên. Tuy nhiên thì chúng ta có thể biết được rằng là SK là đội ở bên phía Blacklist Globalist. Globalist, còn ở Blacklist đó chính là Shadow. Và bây giờ chúng ta thấy được vị trí của Đức AK. Đức AK cầm AK đứng trên A. Anh ta đứng rất kỹ càng, và một quả smoke D che đi tầm nhìn của Đức AK cầm AK đứng trên A. Bây giờ AK47 Blue Pottery sẽ phát huy tác dụng như thế nào? Một quả bom được quăng xuống. AK47 Transformer đã đợi sẵn Ồ, rồi. mất máu đến từ vị trí của Obito. Và thêm một quả flash. Đức AK nhảy xuống thành công. Và anh ta chọn cho mình một cái góc đứng, chuyển góc đứng khá tốt đến từ vị trí của Đức AK. Và anh ta lại lên lại. Có vẻ như trình độ bunny của các thành viên bên phía team SK là rất tốt. Mù rồi, và bây giờ các thành viên bên phía team Shadow bắt đầu lao lên một mạng nhìn cho Obito. Obito đang cố gắng câu kéo các thành viên bên phía SK Gaming ở khu bom xe A này. Danzo quay về backup và đấu súng cùng với cả đó là TM. TM nằm xuống, Chester có ý định lao lên cứu bom xe nhưng mà không được, đội hình bên phía team SK Gaming tan vỡ. Bây giờ chỉ còn lại một mình Jin với khẩu Ceres đối đầu lại với hai thành viên của bên phía team Shadow. Bắt được Kakashi nhưng mà còn đó Joker và Danzo. Phát hiện được vị trí của Joker hay chăng? Một quả không được. Và Joker sử dụng cho mình khẩu Barret Spring. 1-0 dành cho Shadow. Chúng ta nên nhớ rằng SK Gaming là một trong những team được đánh giá cao ở nhánh thi đấu này, khi mà họ đã có những cái chiến thắng dễ dàng, thậm chí là những cái chiến thắng quá đơn giản 10-15 phút trước những cái team đối phương. Tuy nhiên thì vào đến vòng đấu này thì chúng ta sẽ được thấy cái thực lực thực sự của họ khi mà họ đối đầu với những team mạnh hơn. Vừa rồi mà là một cái tình huống bị disconnect đến từ vị trí của Đức AK, nhưng mà trận đấu có lẽ sẽ được tiếp tục. Lúc này thì Kakashi đang có hai mạng, Joker có hai mạng, là những người thi đấu cực kỳ tốt bên phía team Shadow. Jin cầm một Transformer thủ ở bên ngoài khu vực bom Cyber. Họ vẫn đang quyết định là thi đấu tiếp, không có một chút vấn đề gì cả. Và bây giờ cái hướng tấn công của các thành viên bên phía team Shadow có lẽ là hướng lên bên trên khu vực bom xe A, khi mà hai người đã chiếm được khu vực long rồi, lắc ra đến từ vị trí của BG và anh ta không phát hiện được điều gì, anh ta phải quay về. Đứng ở cái góc này thì sniper luôn luôn là những người có lợi hơn. Cái góc đứng của BG này là không thực sự tốt đối với những cái tay Một quả bom nó tung ra ở vị trí long A rồi, cùng với đó là một quả mù. Smoke được quăng ra che đi tầm nhìn của vị trí BG. Và anh ta lựa chọn cái đúng góc đứng là đứng gần khu vực K3. Thanh Tùng hạ được một, những người lên lao lên trên khu vực K3 đang bị lỗi, và Thanh Tùng có một pha double kill với khẩu AK47 Transformer. Chester là người lao ra nhưng mà anh ta ngã xuống với một pha bắn tốt đến từ vị trí của Obito. Obito có được một trước khi ngã xuống. Đây là Joker với khẩu Barret Spring, và bây giờ chỉ còn lại một mình Joker mà thôi. Anh ta bị phát hiện vị trí, anh ta bị cấu máu, anh ta thấp máu, đấu súng và có một bạn với khẩu DE Chao Dragon vẫn lao lên trên khu vực bom xe A thành công, chưa đạt được C4. Đấu súng có tiếp thêm cho mình, đó là một mạng 1 vs 1. Mặc dù chỉ là một khẩu Ô, DE nhảy té, xuống rồi, té, té. Ơi, ơi. nhìn thấy nhau rồi nhưng không được, Không khi được. mà ở tầm gần thì khẩu 14A một Transformer lại là người có lợi thế hơn so với cả khẩu DE. Rất tốt. Những gì mà Joker đã làm được là rất tốt. Anh ta hạ được hai người và bắn cho thành viên cuối cùng rất yếu máu. Chẳng qua là một tình huống rất may mắn. Vằn một pha headshot với khẩu một Transformer mới cứu được một đều dành cho cả hai bên. Mặc dù chúng ta có thể thấy được rằng là ở pha vừa rồi thì bên phía team SK Gaming thực ra họ chỉ có 4 người để đấu lại với 5 thành viên của bên phía team
xoay đầu thôi, tuy nhiên thì họ đã thủ bóng sai rất là thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem liệu bên phía team xoay đầu họ sẽ có tiếp tục đánh khu vực long A hay không, hay sẽ là một pha fake smoke ở khu vực long A sau đó đi ra mid và lên khu vực bóng sai B. Cái góc đứng của Đức AK vừa nãy là rất đẹp. Và bây giờ là vị trí của Jester. Kakashi đang đấu súng bên trong khu vực bóng sai B và anh ta bị hạ gục. Một tình huống bắn tốt với khẩu MO một Transformer. Lại là hơn người dành cho các thành viên bên phía Shadow, bên phía SK Gaming. Có vẻ như tôi đang suy nghĩ đến những chiếc trường hợp mà chúng ta đã được cast ở trong ngày hôm nay. Đó là khi mà các thành viên bên phía một team có được cho mình trận thắng ở round ngay đầu tiên. Tuy nhiên thì họ sẽ bị bất lợi ở những cái round sau khi mà họ đã lộ chiến thuật. Bởi vì là thường thì một team họ sẽ phải có từ 2 đến 3 chiến thuật ở trong những cái map thi đấu C4 như thế này. Nếu như họ chỉ có một bài thôi thì chắc chắn là họ sẽ bị bắt bởi những cái team mạnh hơn. Bây giờ thì vẫn là đang đấu súng và BG hạ được vị trí của Boruto. Boruto và Kakashi đã ngã xuống. Bây giờ là tình huống 3 vs 5. Ba thành viên còn lại bên phía team Shadow đang gặp khó khăn trong cái việc mà thi triển chiến thuật. Họ đang phải co cụm cùng nhau, hai người ở khu vực hầm B và người còn lại đang đứng ở cái khu vực nhà Globalist. Một quả bom được quăng vào và họ lao vào bên trong khu vực bom sai B. Có một màn đến từ vị trí của BG, Jin ngã xuống nhưng mà BG có double kill. Obito là thành viên cuối cùng còn lại của bên phía team Shadow đang di chuyển ra khu vực, bây giờ mới đi xuống khu vực bom sai B. Có lẽ là vừa rồi là một quyết định đánh bom sai B không hợp lý. Họ nghĩ rằng là khi mà họ chết hai thành viên của bên phía team họ ở bên bom sai B thì họ đợi một thời gian và các thành viên bên phía team SK sẽ di chuyển ra khu vực bom sai A, vì họ nghĩ rằng là bên phía họ sẽ đoán theo kiểu như vậy. Nhưng mà bên phía team SK họ lại rất là bình tĩnh, họ giữ vị trí nguyên đội hình của mình và họ không di chuyển nhiều. Đó là lý do vì sao mà họ có được cho mình round thi đấu tháng thứ 2. BG đang có cho mình 7 mạng. 7 mạng với khẩu M1 Transformer rất tốt đến từ thay tăng cơ bên phía SK Gaming này. Có vẻ như Đức AK và Chester là hai thành viên tăng cơ, những người đi quấy, những người làm nhiệm vụ chủ yếu đó chính là bait các thành viên của bên phía team Shadow mà thôi. Lúc này thì các thành viên bên phía team Shadow có vẻ như họ lại tiếp tục đánh với khu vực Long A. Tôi đang nhìn thấy một cái chiến thuật giống hệt với những kỹ thuật mà họ đã áp dụng ở round thi đấu thứ 2 và round thi đấu thứ nhất. Một quả smoke được quăng ra che đi cái tầm nhìn của BG, nhưng mà Đức AK lúc này lại có một cái góc đứng khá đẹp. Liên tục là những tình huống quăng bom và bây giờ họ bắt đầu lao lên trên khu vực bom xa. BG lao ra ông ta thấp máu, Kakashi hạ được một người bên bây giờ là Đức AK. Đức AK có một mạng nhưng mà số lượng đạn của AK Blue Battery là không đủ. Obito hạ được vị trí của Đức AK. Tình huống bây giờ là 3 vs 2. Chester và Jin sẽ phải cứu bom sai trong tình huống này. Jin đi long. Chúng ta đang được thấy Jin ở góc quay này đi long cầm khẩu AK-47 Anniversary. Sẽ là một pha aim từ mid đi lên. Sẽ đây, nhìn thấy Boruto nhưng Boruto lúc này không, như vậy là ở một phương trời khác thì Chester đã có được cho mình một mạng rồi. Sẽ là một tình huống cứu bom tuyệt vời nếu như mà Chester hạ gục được Boruto. Không, Chester không hạ gục được Boruto mà là Jin hạ gục được Boruto. Bây giờ Jin lao lên, Jin sấy Obito còn khỏe. Obito lúc này đang đỏ máu, không được. Obito có một tình huống double kill không chính thức và hai đều dành cho các thành viên bên phía team Shadow. Vừa rồi là một pha di chuyển dựa vào cái thùng ở trên bom sai A rất hay đến từ phía thành viên của bên phía Shadow và họ đã có được cho mình round thi đấu tháng thứ 2 rồi. Bây giờ thì các thành viên bên phía team SK, đặc biệt là Đức AK sẽ đẩy thẳng ở khu vực Long A để canh các thành viên bên phía team Shadow, ngăn không cho họ có thể đánh Long A một cách dễ dàng như những round đấu vừa rồi. Và anh ta đã chiếm được khu vực Long thành công và anh ta đứng giữ Long. Phía bên này Boruto đã ép được cái khu vực hầm B rồi. Anh có thể để ý được rằng là Boruto đang cầm trong mình nguyên một set Jasmine. Chúng ta có thể thấy được là effect đến từ phía khẩu AK M4A1 Jasmine rất đẹp. Rất là đẹp luôn. Và hy vọng là các bạn sẽ có thể có được không chỉ là bộ Jasmine mà còn cả bộ Crystal nữa. Bộ Crystal cũng sẽ có effect như thế này. Và trở lại với trận đấu, Thanh Tùng hạ được một trước khi mà bị Kakashi hạ gục anh ta. Lúc này thì bom sai A đang nằm trong tầm kiểm soát của các thành viên bên phía Shadow. Đức Anh đang quay về backup. Phía bên dưới có sự xuất hiện của Chester. Một quả bom được ném lên bên trên bom sai A đến từ vị trí của Đức Anh. Anh ta đứng một cái góc khá là đẹp. Bây giờ lắc ra và lướt nhẹ lên trên bom sai A sẽ phát hiện được vị trí của Kakashi. Bắt phát hiện được vị trí của Kakashi rồi nhưng mà bắn đủ hạ gục được Kakashi. Nhưng mà có hạ gục được trong tay không? Câu trả lời là có luôn, có một phản double kill đến từ vị trí của Đức Anh. Quay qua bắn luôn người đồng đội của mình. Nhưng mà Jin hạ gục được cái mạng Boruto, nâng tỷ số lên 3-2 cho các thành viên bên phía SK Gaming. Có vẻ như SK Gaming ở trong những thời điểm quyết định họ vẫn đang là đội có được những cái lựa chọn hợp lý hơn. Rush B, một tình huống Rush B đến từ các thành viên bên phía của
Một pha double kill đến từ vị trí center, một pha double kill bằng quả nổ, triple kill đến từ vị trí của Joker và một double kill đến từ vị trí của Jin là đủ để cho các thành viên bên phía SK Gaming họ có round thắng thứ tư. Một pha Rusby lỗi hoàn toàn 100% của các thành viên bên phía team Shadow khi mà SK với Jester và với Shin họ đã bắt được bài thành công 5 thành viên của bên phía team Shadow. Tôi đánh giá cao pha xử lý vừa rồi của hai thành viên bên phía team SK. Nhồi hai quả bom rất đẹp đến từ vị trí của Jester và Shin. Và ngay sau đó một người có triple kill, một người có double kill. Bây giờ thì bom sai A lại là Đức Anh đứng ở đây. Bây giờ anh ta sẽ không đẩy lên khu vực long nữa mà anh ta đứng an toàn ở khu vực offside, cố gắng cò quay đằng sau cái thùng này để câu kéo thời gian. Nếu như mà các thành viên bên phía team Shadow họ có quyết định tấn công lên bom site A, hạ gục được một đến từ vị trí của Obito, bắn xuyên qua làn khói đến từ vị trí của Đức Aga. Anh ta ném một quả smoke và đứng sau quả smoke. Ô, tuyệt vời, một tình huống bắn xuyên khói đến từ vị trí của Boruto. Kakashi cũng có một mạng. Các thành viên bên phía team Shadow họ đang lao lên trên khu vực bom site A. Jin có double kill, Jin có triple kill, Jin có ultra kill đến từ vị trí của Jin. Kiểu không phải A hay không? Không, trả lời là có A dành cho Jin và anh ta clear team thành công. Gỡ bom thành công đến từ vị trí của Jin. Phải nói là một pha spray đến từ khẩu AK-47 rất chính xác của Jin. Và đây chính là highlight ở trong trận đấu này cũng như là ngày hôm nay. Với một pha ace giết được cả 5 thành viên của bên phía team Shadow. Qua đó kết thúc được lượt thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay giữa Shadow và SK. Phải nói là một cách kết thúc lượt thi đấu đầu tiên quá hay, quá mãn nhãn dành cho các thành viên của chúng ta cũng như là những người đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Và với pha ace vừa rồi, chúng ta đã được biết kết quả ở lượt thi thứ nhất, đó chính là tỷ số 5-2 dành cho bên phía SK Gaming. Và tôi sẽ ghi ở đây. Một pha spray tuyệt vời đến từ vị trí của Jin. Phải nói là chúng ta không mấy khi chúng ta nhìn thấy được những pha ace ở trong tựa game Crossfire Legends này, nhất là khi nó lại ở trên mobile. Khi mà ở trên PC thì chúng ta có lẽ là có thể sử dụng được với chuột. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng trên mobile, chúng ta sẽ phải sử dụng đôi tay cực kỳ linh hoạt để có thể có được cho mình một pha ace vừa rồi. Và vô cùng hoan nghênh với Jin cùng một pha ace của mình. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong phút trước khi đến với lượt thi đấu thứ hai của thể thức đeo đoạt bom giữa SK và Shadow. Vâng, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay lập tức với lượt thi đấu thứ hai ở thể thức thi đấu thứ nhất, đặt bom C4 giữa SK và Shadow. Ở lượt thi đấu thứ nhất thì chúng ta đã được thấy một pha kết thúc trận đấu rất hay đến từ phía Jin. Một ace kết thúc, sau đó là gỡ bom thành công, đem lại chiến thắng 5-2 dành cho bên phía team SK. Và lúc này thì SK đang là đội có lợi thế hơn với việc mà họ đã giết được hai thành viên của bên phía team Shadow. Một tình huống double kill, vẫn là hai người chết cùng một chỗ với cùng một khẩu barret. Và người thứ ba nằm xuống đó là Obito. Và người hạ gục được Obito đó chính là Đức AK. Bây giờ vị trí của Joker đang phải lẻ loi ở bên dưới khu vực nhà Globalist. Tôi đang thấy một sự choáng ngợp đến từ các thành viên của bên phía team Shadow sau cái pha ace vừa rồi của Jin. Và bây giờ họ đang tấn công, họ đang đè đối thủ Kakashi nha. Bây giờ là Kakashi ép long, Kakashi rất nhanh chóng và bốn thành viên kia có định đi ra long. Kakashi sấy một mạng, không có mạng thứ hai rồi và Kakashi sấy lỗi trong cái tình huống vừa rồi, anh ta chỉ có một mạng mà thôi. Đức Anh hạ gục được vị trí của Kakashi, đồng thời các thành viên bên phía team SK Gaming họ đang tràn ra bên ngoài khu vực long ha. Chúng ta sẽ được xem cái khả năng đánh bom sai của bên phía team SK sẽ là như thế nào. Tiếp tục là một mạng nữa dành cho bên phía team SK. Họ sẽ có được một pha tổng lực vào khu vực bom sai A. Đã có được một pha flash cùng với đó là smoke. Không, như vậy là họ cầm luôn AK-47 Transformer để ra để có thể solo cùng với các thành viên bên phía team Shadow luôn. Có một pha bắn nã vào khu vực K3 đến từ các thành viên của bên phía team SK. Bom đã tung ra rồi và bom cũng đã được đặt đến từ phía các thành viên của bên phía team SK. Thanh Tùng lúc này còn 18 máu và anh ta đang phải... cái góc đứng này là một cái góc đứng quen thuộc của các bạn chơi CSGO. Cái góc đứng này là chỉ có ở trên nhìn được thôi chứ ở dưới không thể nào mà phát hiện được vị trí của Thanh Tùng. Chúng ta chọn một cái góc đứng khá là thông minh. Tình huống bây giờ là 2v4. Phía bên dưới đó là Boruto đang hấp máu. Một quả bom được quăng ra đến từ vị trí của Thanh Tùng. Boruto đi xuống, một pha S-ray tốt nhưng mà không đủ. Boruto có một double kill nhưng mà anh ta đã phải nằm xuống. Và chiến thắng 2-0 nghiêng về cho SK Gaming. Chúng ta sẽ cùng xem liệu các thành viên bên phía team Shadow có thể cứu vãn được gì hay không. Khi mà lúc này chúng ta đã đến với match point dành cho bên phía team SK rồi. Họ chỉ cần một round thi đấu thắng nữa thôi là họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 8 và max bên phía team Shadow sẽ là 7.
Just... Đó là cái mà chúng ta đang muốn nói tới ở round thứ ngày hôm nay. Họ ép khu vực bombsite A bằng đường K3, nhưng mà Chester bắt được một Joker hạ gục được vị trí của Đức AK. Boruto bây giờ có định lao vào đấu súng cùng với cả Tay Sniper. Tay Sniper không, chính xác hơn là lúc này anh ta đã đổi qua cho mình khẩu Transformer và hạ gục được vị trí của Boruto rồi. 3v3 đến từ các thành viên của Shadow. Họ có lợi thế hơn về máu. Bây giờ là lợi thế hơn về người khi mà Joker hạ gục được vị trí của Chester. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng vẫn còn đó Jin, một thanh niên mà chúng ta đã thấy được một pha highlight. Bây giờ đã chuyển từ khẩu xe sang khẩu AK rồi. Vẫn lại là cái góc bắn đó, nhưng mà lần này anh ta là người cầm bom và anh ta sẽ lên khu vực bom xe. Đặt bom ở này là hơi phô. Đặt bom phô như thế này thì phải quay ngược về khu vực K3 thật nhanh chóng. Phát hiện được vị trí của thành viên cuối cùng bên phía team Shadow rồi. Một quả bom quăng lên, Jin Sanzo. Một quả bom tốt đến từ vị trí của Danzo trước khi mà anh ta bị hạ gục. Chiến thắng dành cho SK Gaming ở lượt thi đấu thứ nhất. Và bây giờ không biết là cả hai bên có quyết định bắn cho đủ round hay không, hay họ sẽ out ra ngoài. Chúng ta đã được nhìn thấy một pha out ra rất fair play đến từ phía các thành viên của bên phía Shadow. Họ biết rằng là họ đã thua ở trong trận đấu ngày hôm nay và họ sẽ quit ra để chúng ta sẽ đến ngay với thế thi đấu thứ hai rồi. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng... Có lẽ là chúng tôi cũng không cần phải nói qua thêm nhiều hơn nữa về cái lượt thi đấu thứ hai khi mà nó đã quá là nhanh chóng dành cho bên phía team SK Gaming. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong cái phút trước khi đến với thể thức thi đấu thứ hai. Đó là thể thức thi đấu đội, map thi đấu tàu chở hàng giữa SK và Shadow. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với thể thức thi đấu thứ hai giữa SK và Shadow. Sẽ là thể thức thi đấu đấu đội map tàu chở hàng. Jin lúc này sử dụng cho mình khẩu A12 Hellfire. Anh ta đang sốc rất nhiều nhưng mà không chết người. Và anh ta bị giết ngược bởi Obito. Lúc này thì Đức Anh đang có cho mình nó một pha double kill không dính đất. Obito cũng có một pha double kill không dính đất. Bây giờ Jin có một mạng rồi. Anh ta thay đạn. A12 Hellfire thể hiện khả năng thay đạn rất nhanh chóng. Một double kill đến từ vị trí của Jin. Anh ta quay trái quay phải, sốc trái sốc phải. Có triple kill không? Không có triple kill. Tôi đang muốn Jin sử dụng AK hơn là sử dụng khẩu A12 Hellfire này. Lúc này thì các thành viên bên phía team SK đang là đội có được lợi thế hơn một chút thôi. Chỉ là hai mạng thôi. Double kill đến từ khẩu A12 Hellfire. Sẽ có sóc nhưng mà không có con lọ. Không được. Bắt cũng sóc nhưng không bỏ được vào trong lọ. Chính một xác mạng rồi. Đến từ vị trí của Thanh Tùng. Một double kill đến từ vị trí của Chester và tỷ số đang là 15-11. Chúng ta có thể để ý rằng là ở những trận đấu như thế này thì không thấy được những pha móc đến từ các thành viên bên phía hai team. Đây Jin có ý định là hình như là đổi súng rồi. Đây Jin sử dụng cho mình khẩu một Transformer là cái điều tôi đang mong đợi. Anh ta đục thùng. Vâng, cảm ơn những lời mong chờ của anh Igor khi mà chúng ta được thấy màn xử lý 14-1 rất là điêu luyện của anh Jin. Ngay lập tức thì chúng ta thấy là anh Jin lên bảng khi mà chưa giết được ai. Quay trở lại với trận đấu này. Jin vẫn là khẩu một Transformer, anh ta đang lao vào. Sấy một mạng này. Một mạng dành cho Jin. Nhưng okay. Mà ngay sau đó thì anh ta đã phải ngã xuống. Lúc này thì Đức Anh đang sử dụng cho mình khẩu AK-47. Một double kill đến từ vị trí của Đức Anh với khẩu AK-47 Blue Battery. Một quả bom, Santo, không Santo. Đây là Santo, hai người đến từ vị trí của Obito. Một quả bom cực kỳ tốt đến từ vị trí của Obito bên phía team Shadow. Quay trở lại với những diễn biến với lineup của bên phía các thành viên là hội hâm mộ Naruto. Sóc vẫn rất mạnh mẽ đến từ phía Jin. Nhưng mà vẫn chỉ được một mạng mà thôi. Tôi cảm giác như là Jin có mặt ở đây chỉ đơn giản đấy là đổi một. Và điều đó là điều quan trọng ở trong những cái map như thế này chăng? Nhưng mà tỷ số hiện tại đang là 36-28. Khoảng cách đang được nới dần ra dành cho các thành viên bên phía... triple kill này đó, anh nói gì đi? Bây giờ Jin tự nhiên xuất hiện ở dưới đất chui lên và có cho mình một pha triple kill. Lúc này anh ta giữ ace luôn với 10 mạng có được. Rất tốt, 41-31, khoảng cách giữa hai bên là 10 mạng. Và bây giờ thì Obito có một, Obito chưa có hai, anh ta vẫn còn đạn, anh ta vẫn bắn. Và đây là cái góc camera của Đức AK. Sấy rất nhiều nhưng mà không hiệu quả lắm. Hết đạn là phải lùi ra. Thanh Tùng lao vào, Thanh Tùng ngã xuống rất nhanh chóng. Boruto có một, đây là Jin, sóc không được. Joker là người kết thúc được cái mạng của Jin bằng một pha bắn rất tốt. 48-37 rồi và SK Gaming họ đang rất gần với chiến thắng. 49 và mạng thứ 50 sẽ thuộc về thành viên Jin. Vâng, vẫn là Jin. Vẫn là Jin và chúng ta đã kết thúc được kèo thi đấu ngày hôm nay giữa SK và Shadow. Tỷ số chung cuộc, SK giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ở map thi đấu đầu tiên họ giành chiến thắng với tỷ số là 8-2.
Còn ở map thi đấu thứ hai, họ giành chiến thắng với tỷ số là 50-38 và xin được chúc mừng SK, họ sẽ là đội tiếp theo đi vào vòng trong của giải đấu CFL 2007 lần này. Và cũng xin được chia buồn cho Shadow, hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục training để có thể tham dự những giải đấu CFL tiếp theo của Crossfire Legend. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian khá là lâu, và khi chúng ta quay trở lại sẽ là trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay với Begin Dream, thắng Bill và những người bạn. Phía bên kia đối đầu là God Hồ Chí Minh. Sẽ là một kèo đấu cực kỳ căng thẳng, và tôi nghĩ rằng ở đây sẽ có rất nhiều những fan hâm mộ của Begin Dream, của thắng Bill, của Châu 7cm, và cùng hy vọng God Hồ Chí Minh sẽ làm được một điều gì đó trước ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch giải CFL 2007 lần này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ. 21 giờ.